Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Nick Edu. Chúng ta vừa quay lại với chủ đề với 200 triệu đầu tư gì hoặc kinh doanh gì. Ở hai phần trước tôi đã giới thiệu với các bạn phần 1 thuê cho thuê lại, phần 2 làm chuyên gia môi giới bất động sản. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai mô hình đầu tư khác. Phần 3, kinh doanh tiệm net hoặc mở tiệm cầm đồ. Mô hình đầu tư với 200 cho đến 500 triệu kinh doanh tiệm internet. Ý tưởng này rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng vì bạn chỉ cần đầu tư vào máy móc, sáng mở cửa đón khách, tối thì đóng cửa nghỉ ngơi. Có trong tay số tiền từ 200 cho đến 500 triệu đủ để bạn có thể đầu tư một tiệm internet cà phê nhỏ. Máy tính hiện nay không còn là thứ xa xỉ phẩm nữa, kể cả nông thôn cũng không còn thiếu. Vậy nên khi mở quán, bạn cần xác định mình có được những thứ mà mọi người ở khu vực đó chưa có hoặc là cần có hay không. Nên chọn một mặt bằng ở khu dân cư đông đúc, cạnh các trường học cấp 2, cấp 3 hoặc là trường đại học. Không gian quán cần phải sạch sẽ và gọn gàng. Giá hành tính theo tiếng phải phù hợp với khu dân cư nơi đó. Nên có ưu đãi dùng nhiều thì giảm nhiều. Ví dụ lấy giá 10.000 đồng một giờ sử dụng, nếu dùng máy 5 tiếng thì giảm 20% chẳng hạn. Bạn có thể bán kèm thêm nước, bánh ngọt, trái cây hoặc là đồ ăn vặt. Đó là một ý tưởng để phục vụ khách hàng cũng như là vừa tăng thêm thu nhập cho quán. Mô hình số 4 đó là bạn có thể đầu tư vào mở một tiệm cầm đồ. Nhu cầu cầm đồ tài sản ngày một tăng, đó chính là cơ hội kiếm tiền của bạn. Nếu chưa biết kinh doanh gì, với 500 triệu bạn có thể mở một tiệm cầm đồ. Mỗi tháng bạn chỉ cần bạn cầm đồ cho khách hàng từ 200 cho đến 400 triệu. Lãi suất tối đa chỉ là 5.000 đồng trên một ngày. Không cần cho vay cũng đã đem lại cho bạn khoản lợi nhuận to lớn. Cần nhớ khi thực hiện ý tưởng làm giàu táo bạo, bạn cũng cần phải chú trọng vào việc lựa chọn địa điểm. Nên mở dịch vụ tại các thành phố lớn, thị trấn, thị xã, các địa điểm gần trường, khu công nghiệp, chợ nhằm thu hút các khách hàng tiềm năng. Đặc biệt bạn cần phải trang bị tốt khả năng định giá hàng hóa. Đây là một yếu tố quan trọng, nếu không định giá chính xác bạn sẽ dễ bị hớ, gây tổn thất cho doanh thu. Và nhớ rằng đừng bao giờ để hết trứng vào một rổ. Nếu không dám đầu tư mạo hiểm vào các mô hình thì bạn tốt nhất là nên mua vàng. Vàng dù sao cũng giữ nguyên giá trị tốt hơn là việc gửi tiền tiết kiệm hoặc là cầm tiền đi mua ô tô trong khi bạn vẫn chưa xác định được nhu cầu, định hướng rõ ràng về sau. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.